chào các bạn học sinh lớp 6. Hôm nay cô và các em sẽ đi tìm hiểu về những người hạt tròn cây thông. Thì ở bài này, cô và các em sẽ đi tìm hiểu các nội dung sau. Tìm hiểu về cơ quan sinh dưỡng của cây thông, cơ quan sinh sản của cây thông và giá trị của cây hạt tròn. Một nhỏ về cơ quan sinh dưỡng. Khi nói đến cơ quan sinh dưỡng, thì mấy em đều biết đó là các bộ phận rễ, thân, vỏ, lá. Mấy em sẽ quan sát hình. Quan sát hình và nêu đặc điểm của cơ quan sinh dưỡng. Sau đây chúng ta sẽ đi nêu đặc điểm của từng cơ quan sinh dưỡng, từng bộ phận trong cơ quan sinh dưỡng. Rễ. Em quan sát hình thì mấy em thấy phần phía dưới này. Đây. Đây chính là rễ của cục thông. Thì mấy em thấy rễ thông có đặc điểm gì nè? Rễ cọc to, khỏe, mọc xuyên. Thì chúng ta thấy ở trên hình đây. Rễ cọc thì nó sẽ có một rễ phép to, khỏe, đâm sâu xuống đất và có nhiều rễ bên mọc xuyên. Đây. Tiếp theo, không, mình sẽ quan sát hình. Trả lời câu hỏi, cây thông thuộc loại thân gì? Đặc điểm cành thông, màu sắc của vỏ. Thì chúng ta nhìn vào hình, chúng ta cũng biết được thông thuộc loại thân rỗ. Thông thuộc loại thân gỗ. Màu nâu. Phân nhiều nhánh. Thì chúng ta nhìn ở đây, đây là các nhánh thông. Và trên đất sẽ phân ra thành nhiều nhánh. Trên các cái nhánh này có thêm những to. Những nhánh to này sẽ mang lá. Qua đâu qua phần đặc điểm của lá thông thì mấy em phải quan sát hình để cho biết các thông có hình dạng, màu sắc và số lượng như thế nào. Thì ở đây chúng ta thấy lá thông nó sẽ khác với những loại lá của cây có hoa, đúng không nè? Thì lá của nó có dạng là hình viên nhỏ, một từ 2 đến 3 lá trên một cành to ngắn. Thì mấy em nhìn thấy ở đây, đây chính là cành con. Và trên cành con này sẽ mọc từ 2 đến 3 lá. Và người ta cũng sẽ dựa vào cách mọc của lá trên cành con mà người ta đặt tên cho thông. Nếu cành con mang 3 lá thì gọi là thông 3 lá. Cành con mang 2 lá thì gọi là thông 2 lá. Sau đây cô sẽ tóm lược về cơ quan sinh dưỡng của cây thông. Cơ quan sinh dưỡng của cây thông rễ là rễ cọc to, khỏe, mọc sâu. Thân là thân gỗ màu nâu có mạch dẫn. Lá là lá nhỏ hình kim hoặc từ 2 đến 3 lá trên một cành con ngắn. Tiếp theo cô và các em sẽ đi tìm hiểu về cơ quan sinh sản. Thì cơ quan sinh sản của thông đó chính là nó. Và các em sẽ quan sát cơ hình. Thì ở thông nó sẽ có hai loại nón, đó là nón đực và nón cái. Vậy mấy em có phân biệt được đâu là nón đực, đâu là nón cái không nè? Rồi, nhìn vào đây thì chúng ta thấy một cụm màu vàng này chính là nón đực, còn ở đây chính là nón cái. Đây, đây là nón đực, đây là nón cái. Và đây, hình bên đây là phía chính à, đây là nón đực và đây là nón cái. Rồi, các em có thể quan sát rõ cái hình ở bên đây. Thì chúng ta thấy những cái này, đây là một nón nha mấy em. Đây là nón đực này. Và đây là nón đực. Thì chúng ta thấy nón đực này mọc như thế nào? À, nó sẽ mọc thành cụm. Nên nó sẽ tập trung nhiều nón đực lại một chỗ. Người ta gọi đó là mọc thành cụm. Và nguyên cái này thì đây chính là nón cái nha, đây chính là nón cái. Thì nón
cái mọc riêng lẻ thành từng chiếc, từng chiếc, và nó được thì thường nó sẽ mọc ở trên ngọn của cành, còn nón cái thì nó sẽ mọc ở phía dưới nón đực, hay nón đực nó sẽ mọc ở trên ngọn cành và nón cái thì nó sẽ mọc ở dưới nón đực. Và đối với màu sắc thì nón cái đây là nón cái thì khi nó còn non nó sẽ có màu xanh, và khi nó già nó chín thì nó sẽ có màu nâu. Còn nón đực thì khi còn non nó sẽ có màu vàng, và khi nó già nó chín thì nó sẽ có màu nâu giống y như là nón cái. Tuy vậy kích thước của nón đực luôn luôn nhỏ hơn nón cái. Đó là cô sẽ sơ lược về nón đực và nón cái. Sau đây các em quan sát cô chương trình sinh sản của thông. Thì ở thông có hai loại nón, đó là nón đực và nón cái. Nón đực thì có mang túi phấn, nón cái thì có lá nhỏ. Trong túi phấn thì có hạt phấn, trên lá nhỏ họ thì có nhọn. Hạt phấn mang tinh trùng, nhọn thì sẽ mang nhọn cầu. Tinh trùng kết hợp với nhọn cầu thì tạo thành hạt tử, hay người ta còn nói là thụ tinh, để tạo thành hạt tử. Hạt tử phát triển thành hạt, hạt này khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ nảy mầm thành cây thông. Vậy qua các chương trình sinh sản này, em có biết thông sinh sản bằng gì không nè? Thông sinh sản bằng hạt. Thông sinh sản bằng hạt ở đây. Hạt này gặp điều kiện thuận lợi thì nó sẽ nảy mầm thành cây con. Còn ở Kiêu và Duyên Sĩ em đã học đó là nó sinh sản bằng gì nè? Sinh sản bằng bào tử. Đó là đặc điểm quan trọng mà mấy em cần ghi nhớ nha. Cơ quan sinh sản của Kiêu và Duyên Sĩ là túi bào tử, và nó sinh sản bằng bào tử. Còn ở thông thì cơ quan sinh sản của nó là nón, và nó sinh sản bằng hạt. Rồi ở đây cô cho các em quan sát thì đây chính là quả thông. Thì chúng ta thấy ở đây nó có những cái rễ này đúng không? Thì đây gọi là lá nõn hở, hay còn gọi là vẫy. Và nón này chính là nón cái nha. Và chúng ta cũng có thể nhìn vào thì chúng ta cũng thấy được hạt ở đây. Đây. Và khi chúng ta tách ra thì chúng ta sẽ có thấy hạt rất là dễ dàng đúng không nè. Thì đối với hạt của thông, nó sẽ nằm trên lá nõn hở, gọi đó là hạt trần. Do nó chưa có quả thật sự, giống như các loại quả ở cây có hoa. Ba nhỏ, giá trị của cây hạt trần. Cây hạt trần thì cây hạt trần cho gỗ tốt và thơm như là thông, bơ mu, hoàng đèn, kim giao. Ngoài ra người ta cũng có thể trồng làm cảnh như là tuế, hắc tán, chất hết diệp, thông tre, vân vân. Thì các bạn này các em có thể tìm hiểu thêm thôi. Phần ghi nhớ, đây là kiến thức mà mấy em cần phải ghi nha, mấy em ghi vào vở cho cô nha. Cây thông đây là cây thuộc hạt trần, thì là nhóm thực vật đã có cấu tạo phức tạp, thân gỗ có mặt dẫn, chất sinh sản bằng hạt nằm lộ trên nó nõn hở. Như vậy nó có tên là hạt trần, chưa có hoa và quả. Các
cây hà trần ở nước ta đều có giá trị thực tiễn. Mấy em sẽ ghi nhận cái phần ghi nhớ này vào bài học. Sau đây cô sẽ có một số câu hỏi trắc nghiệm cho mấy em. Câu 1. Đặc điểm tiến hóa hơn của nhóm hạt trần so với nhất là gì? A. Sinh sản bằng hạt, như thân có kích thước lớn. C. Có giá trị đối với đời sống con người. D. Có rễ thân lá thật. Còn mấy em đã phân câu nào rồi nè? Câu đúng nhất đó là câu A ha. Bạn nào phân sai thì sửa lại cho đúng. Câu 2. Đâu không phải là cơ quan sinh dưỡng của thông. A. Rễ, B. Nó, C. Lá, D. Là thân. Thì không phải cơ quan sinh dưỡng đó là nó nha mấy em. Câu số 3. Câu số 3 là một câu hỏi cô cầu các em sẽ tự tìm hiểu và cô sẽ sửa câu này ở cái bài sau. Câu 3. Đầu động hộp hay còn gọi là tiều có phải là hạt trần không? Thì sao? Rồi, bài chúng ta đã hết. Chúc các em học tốt.